Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa mới vẫn là trong cái giai đoạn giãn cách của Hà Nội, thì hôm nay là ngày thứ hai rồi. Mình vừa mới tậu được một cái sạc dự phòng tích hợp sạc không dây của Xiaomi, thì hôm nay mình cũng nghĩ là nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn, cũng như là một sản phẩm. Thực ra là cái sạc dự phòng thì nó cũng là một cái rất là không lạ lẫm gì với cả mọi người cả. Nhưng mà cái sản phẩm này thì mình đã xem nghiên cứu rồi và mình đã quyết định mua. Sau một quyết định mua thì trong cái giai đoạn giãn cách này mình có thể vừa cắm sạc vừa xem chơi điện tử hay là chơi game trên cái điện thoại của mình. Đó thì nó khá là hay ở cái đoạn là nó có tích hợp sạc không dây luôn trên này. Thì bây giờ mình sẽ nhân tiện đây thì mình sẽ giới thiệu và unbox luôn cái sạc này cho bạn nhé. Nó tên là Xiaomi Yacht Edition, Xiaomi phiên bản dành cho giới trẻ, đại khái vậy. Thì mình mở hộp đấy nhé. Cái sạc này thì mình thấy trên thị trường nó đang bán khá là nhiều sản phẩm kiểu nhái, nhái mà y hệt luôn, y hệt nhãn mác Xiaomi này luôn, nhưng mà nó sẽ không có cái tem này, không có cái tem gọi là tem laser nhiều màu này này. Thì các bạn mua thì chọn các cái cửa hàng uy tín, mình sẽ để cái link mà mình đã mua hàng ở đây, giá là 450.000. Mình sẽ để cái link ở dưới này, dưới phần mô tả nhé, để các bạn có thể vào các bạn mua. Thì đây cũng là một cái mình mua ở một cửa hàng uy tín mà mình đã tin tưởng mua khá là nhiều đồ thông minh về Xiaomi ở trong nhà mình rồi. Nên trong này thì nó có một cái sợi dây cáp từ đầu A, đây là đầu A nhé, đầu A sang đầu C như này. Cái đầu C này là bây giờ khá phổ biến ở trên các điện thoại smartphone ăn chạy Android, từ Samsung đến Xiaomi hay là Oppo các thứ. Đấy, thì trong này có một cục sạc như thế này, có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc, không quan tâm bỏ sang bên. Thì đây là nhân vật chính của chúng ta nhé, bọc trong cái túi ni lông đây. Sạc này bằng nhựa, có thể nói là hoàn thiện bằng nhựa, các cái chi tiết hoàn thiện rất là sắc nét. Nói chung là cái đồ Xiaomi thì nó là một cái loại hãng giá khá rẻ của Trung Quốc và khá rẻ so với cái chất lượng cũng như là hoàn thiện. Thực sự là cái sạc này hoàn thiện rất là đẹp luôn, không có hề có đường nét nào thừa cả, nó chỉ nhỏ bằng cái tay mình thôi, nhẹ, rất là nhẹ. Sạc này thì có dung lượng là 10.000 mAh, thì nó tương ứng với cả khoảng 2,5 lần sạc cho con iPhone X có ý mắc đó. Mặt này thì nó là một cái lớp nhựa như kiểu lớp nhung ấy, mềm mịn, rất là thích dùng để cái máy để sạc không dây trên này. Nó có biểu tượng sạc không dây ở đây, biểu tượng mình tia sét ở đây đó. Còn lại thì các thành phần khác là bằng nhựa, và đây là sản phẩm màu đen. Đây là sản phẩm sạc màu đen nhé, mình nó có hai màu đen và trắng, thì mình chọn màu đen cho nó đỡ bẩn đó. Thì ở đây có một cái cổng sạc tay A này để dùng cái choi sạc cho cái dây cáp này này. Các bạn có thể cắm bất kỳ sạc iPhone hay cái gì cổng cổng này vào đây cũng được. Và đây là USB-C, thì cái đời đây là đầu ra nhé, và cái cổng tai C này thì là đầu vào. Cái này tức là nó sẽ không sạc cho được cho cái dòng sạc nhanh của iPhone 11 đổ lên đâu các bạn nhé. Đổ lên là một đầu tai C này và một đầu Lightning, thì cái này đầu tai C này chỉ là đầu vào thôi, chỉ là để sạc vào cục pin này thôi. Thì cái dung lượng sạc cho cục pin này thì theo hãng ghi là khoảng 5 đến 6 giờ thì nó sẽ đầy được 10.000 mAh. Thì cái đầu chiều vào ở trên hộp thì nó ghi là sạc nhanh đến tận 12V 1,5A, tức là 18W, tức là bạn có thể dùng cái cục sạc nhanh để sạc cho cục sạc này, và tốc độ sạc vào cũng rất là nhanh. Đầu ra thì đối với sạc có dây này thì đầu ra thì hỗ trợ tối đa là 12V 1,5A, tương ứng với cả 18W. Vậy thì các bạn có thể dùng cái đầu A này và lắp các cái dây Lightning của iPhone bình thường vào và sạc ra 18W nhanh, sạc nhanh cho iPhone nhé. Tất nhiên là sẽ sạc nhanh cho các máy Android mà hỗ trợ sạc nhanh cũng chạc rồi. Cái này sẽ hỗ trợ chuẩn Qi, quần quần chi nhé.
Ngoài ra là có cái sạc nhanh không dây. Sạc nhanh không dây ở đây thì khá là tiện. Sạc nhanh không dây mà khi các nó hỗ trợ ở đây là nó hỗ trợ sạc nhanh không dây là 10W, 10W max. Tức là 10W là cũng là được coi là sạc nhanh không dây rồi các bạn nhé. Sạc nhanh không dây thì nếu mà trong trường hợp mà muốn bình thường thì nó sẽ không kích hoạt cái chế độ sạc nhanh không dây. Đấy. Khi mà các bạn muốn kích hoạt thì các bạn ấn nút này, nó sẽ hiện lên cái đèn thông báo này. Và các bạn đây định chỗ điện thoại Samsung nhé, thì nó sẽ hiện ngay cái chế độ sạc nhanh không dây ở đây, quick charge luôn. Ok, hỗ trợ nhanh không dây. Và thực ra nó rất nhanh, mình bỏ ra, mình để vào, nó sẽ hiện sáng nhanh luôn rồi, không phải chờ gì cả. Đấy, khi mà nó tiện ở mình, thấy nó tiện ở chỗ là các bạn có thể cầm. Nếu mà bạn không mang dây nhé, mà bạn cũng không cần thiết, mình nghĩ là nếu mà dùng trong một ngày thì các bạn không cần thiết phải cầm theo cái dây này làm gì cả. Đó, các bạn có thể đi cầm mỗi cục sạc thôi, không phải dây dợ lằng nhằng nữa. Đối với các máy hỗ trợ sạc không dây rồi thì các bạn cứ cầm đi, ốp vào cái điện thoại đằng sau như thế này. Đấy, các bạn vừa ấy, các bạn vừa dùng như thế này, nó không ảnh hưởng lắm và nó cũng khá là nhẹ nữa. Đó. Nhiều cục sạc trên thị trường ấy thì nó có sạc không dây, nó có sạc không dây này, nhưng mà cái dòng da của sạc không dây ấy, ở những cục sạc đấy nếu mà nó không phải sạc nhanh ấy, thì nó sẽ sạc rất là chậm. Với cả những cái máy có cục pin to như máy Galaxy Note 10 của mình ở đây, hoặc là những cái máy iPhone XS Max hoặc là dòng 11, 12 ấy, thì pin nó khá lớn, lên đến 4.000, hơn 3 đến 4.000 mAh. Thế cho nên là sạc rất là lâu nếu mà sạc không dây. Đấy, nên ở những cái ở cục riêng của cục sạc này mình thích ở nó là có sạc nhanh không dây. Đó. Và mình thì ở nhà mình chủ yếu là dùng sạc không dây là chính. Trừ những lúc là nguy cấp quá thì mình mới phải cắm dây cho nó nhanh hẳn lên thôi. Chứ bình thường mình đi ngủ hay là mình gì mình sẽ dùng sạc không dây. Đó, rất là tiện các bạn. Các bạn để lên bàn như này, các bạn để lên này là nó sẽ sạc rồi. Đêm bạn đi ngủ bạn chỉ cần để lên thôi. Đấy. Mình cũng có mua mấy cái sạc không dây để khắp các cái phòng của nhà mình, để khi nào tiện mình để lên là luôn, là coi như là mà nó các nhiều bạn nói là cái sạc không dây nó chả khác gì giặc dây, bởi vì nó cũng phải nối một cái dây ra nguồn ấy. Thì đúng là thế thật, thì nó cũng là nối cái dây ra nguồn, nhưng mà cái tiện ở chỗ các bạn không phải dù buổi đêm buổi tối các bạn không phải cầm cái dây mò lần để cắm đúng cái lỗ của nó. Đó. Thứ hai là vội vứt lên là xong. Nó không tốn quá nhiều thời gian cho mình mà nó cũng tiện nữa. Đấy. Tất nhiên là trừ những cái lúc mà các bạn mà hay dùng cháy pin điện thoại ấy, dùng lúc cạn kiệt cả pin điện thoại rồi vừa dùng vừa cắm sạc. Đấy, thì nếu mà nó như thế thì cái sạc không dây nó sẽ không giúp ích gì cho các bạn cả. Ok. Đó, mình thích cái này ở chỗ là có sạc không dây. Và tất nhiên là cái độ bền, cái sản phẩm này thì mình mua được bảo hành là 6 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày đầu. Đấy, thì là 6 tháng là pin dự xong, ok rồi, mình cũng không cần gì nhiều. Và bản chất của pin dự phòng nó sẽ dùng khi kiểu dạng cấp cứu thôi các bạn, chứ không các bạn không dùng hàng ngày thường xuyên được nhiều đâu. Thế cho nên là mình nghĩ là nó cũng về độ bền ấy, thì các cái dòng của Xiaomi là ngon bổ rẻ, nói chung là bền. Đó. Thì và cái sạc này cầm cũng rất thích tay, rất nhẹ và nó bo tròn các góc, nó cảm giác cầm rất là sướng tay luôn. Đó, màu đen rất là hợp với máy mình. Ok. Sạc lại nhanh nữa. Mình sẽ test thử xem là thời gian sạc không dây của nó là bao nhiêu lâu. Nó hiện sáng nhanh không dây là cũng an tâm rồi. Ok, vậy thôi. Là một sản phẩm trong hệ sinh thái của Xiaomi. Và cũng là một sản phẩm góp phần cho cuộc sống trở nên tinh giản hơn và tiện lợi hơn, tiện nghi hơn. Ok, vậy thế thôi. Buổi nói chuyện hôm nay thì hết rồi. Mình sẽ kết thúc cái vlog ngắn này đây. Hẹn các bạn trong cái buổi giới thiệu sản phẩm khác nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.